Kính chào quý vị khán giả của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu, rất vui được đồng hành cùng quý vị trong chương trình khởi động ngày mới, điểm hẹn sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Thưa quý vị và các bạn, ngày 14 tháng 2, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị tổng kết công tác quốc phòng ở bộ ngành trung ương và địa phương. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến tới 78 điểm cầu của các tỉnh, thành phố và các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng. Năm 2022, công tác quốc phòng ở bộ ngành trung ương, địa phương đã được triển khai, hoàn thành toàn diện chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt, có nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Các cơ quan đơn vị địa phương chủ động khắc phục khó khăn, lãnh đạo chỉ đạo tăng cường hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước về công tác quốc phòng. Công tác giáo dục quốc phòng an ninh có nhiều đổi mới, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của cơ quan đơn vị địa phương gắn với nhiệm vụ quốc phòng, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế xã hội gắn với quốc phòng an ninh đối ngoại. Sức mạnh bảo vệ Tổ quốc được nâng lên, góp phần giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, tạo môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc năm 2023 và những năm tiếp theo, bộ ngành trung ương, quân khu, địa phương tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về quốc phòng an ninh, nhất là nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, các chiến lược, chỉ thị, kết luận của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Phối hợp thực hiện có hiệu quả công tác tham mưu chiến lược cho Đảng, nhà nước về quốc phòng an ninh, bảo vệ Tổ quốc. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của nhà nước về quốc phòng, quân sự, thực hiện tốt việc kết hợp phát triển kinh tế xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng an ninh, kết hợp quốc phòng an ninh đối ngoại. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chỉ thị số 01 ngày 3 tháng 1 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy trong tình hình mới, Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành kế hoạch số 371 về việc triển khai thực hiện chỉ thị số 01. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành và các đơn vị liên quan xác định rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, cần thiết hàng ngày và là nhiệm vụ không thể thiếu trong quá trình phát triển kinh tế xã hội. Các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban Nhân dân cấp huyện, cấp xã phải thực hiện nghiêm túc, đầy đủ trách nhiệm của mình trong quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy theo quy định của pháp luật, xử lý trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy chính quyền địa phương nếu để các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao, hoạt động khi chưa đảm bảo điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy và để xảy ra các vụ cháy gây hậu quả nghiêm trọng do thiếu lãnh đạo chỉ đạo, thanh tra kiểm tra giám sát, nghiên cứu đề xuất sửa đổi bổ sung hoàn thiện các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy trình về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phù hợp với điều kiện thực tiễn, tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và năng lực quản lý, năng lực sản xuất của các tổ chức cá nhân có liên quan, chú trọng nghiên cứu xây dựng kế hoạch, phương án phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, nhất là tại các địa bàn, công trình trọng điểm của tỉnh, khu đô thị, khu thương mại có nguy cơ cháy nổ cao, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng. Tiếp tục phát triển hệ thống hạ tầng cơ sở phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, thực hiện đồng bộ quy hoạch hạ tầng phòng cháy chữa cháy gắn với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, xây dựng mạng lưới giao thông cấp nước, thông tin liên lạc, đáp ứng yêu cầu phục vụ công tác chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, tiếp tục đổi mới về nội dung hình thức tuyên truyền, xây dựng phong trào toàn dân tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy trong tình hình mới, vừa có chiều rộng, vừa chuyên sâu, dễ hiểu, dễ tiếp thu bằng các giải pháp cụ thể, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của các cấp, các ngành và nhân dân đối với công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, tăng cường tuyên truyền phổ biến giáo dục kiến thức kỹ năng về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho mọi tầng lớp nhân dân, nhất là đối với học sinh, sinh viên, đội ngũ, lao động trẻ trong xã hội. Xây dựng phong trào toàn dân phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, nhân rộng các mô hình đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại các khu dân cư, hộ gia đình, các địa bàn cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao, kịp thời biểu dương khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc. Thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 14, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã chủ động xây dựng, thực hiện chương trình kiểm tra giám sát toàn khóa và hàng năm, xác định nhiệm vụ trọng tâm trọng điểm, chú trọng kiểm tra giám sát người đứng đầu các cấp, các ngành trong thực hiện chức trách nhiệm vụ, quyền hạn được giao, tăng cường kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Việc xử lý tổ chức đảng và đảng viên vi phạm cơ bản đảm bảo kịp thời, đúng nguyên tắc, quy trình, thủ tục. Nội bộ tổ chức đảng sau khi được kiểm điểm xử lý đảng viên vi phạm sớm đi vào ổn định,
cấp ủy cơ sở đã chú trọng thực hiện công tác tự kiểm tra giám sát, nhất là tự kiểm tra giám sát việc thực hiện nghị quyết số 04 gắn với chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Kết quả từ năm 2020 đến nay, các cấp ủy tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra giám sát trên 3.800 tổ chức đảng, 7.410 đảng viên, trong đó kiểm tra giám sát chuyên đề về quán triệt học tập, triển khai thực hiện nghị quyết số 04 và các văn bản từ cấp tỉnh đến chi bộ về thực hiện nghị quyết đối với 161 tổ chức đảng, 208 đảng viên. Giai đoạn 2016-2020, toàn đảng bộ đã thi hành kỷ luật 2 tổ chức đảng, 962 đảng viên. Tam Đường là nơi quy tụ nhiều nét văn hóa dân gian dân tộc độc đáo với nhiều trò chơi, cuộc thi, văn nghệ trong dịp lễ Tết, ngày hội đại đoàn kết dân tộc và phục vụ du khách. Người dân từng bước nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, bảo tồn và giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Các khu dân cư, thôn bản đã chủ động phục dựng các nghi lễ như cúng trâu, mừng lúa mới, đua ngựa, giã bánh dày. Bà con khai thác và bảo tồn các làn điệu dân ca, hát đối, múa khèn. Nhờ lan tỏa việc xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, huyện Tam Đường đã khơi dậy giá trị văn hóa sâu sắc trong mỗi gia đình, cộng đồng dân cư, tổ, bản, tạo nên sức mạnh toàn dân, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Năm 2022, toàn huyện Tam Đường có trên 87% khu dân cư, 87,6% gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa. Tập trung chỉ đạo đưa các giống cây trồng vật nuôi có năng suất, chất lượng, chống chịu và thích ứng với biến đổi khí hậu vào sản xuất. Đến nay, tỷ lệ sử dụng giống lúa lai, lúa thuần trên địa bàn tỉnh đạt khoảng 90%, còn lại là các giống lúa đặc sản địa phương. Tỷ lệ gia súc lai ngoại khoảng 10% đến 25%. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt các cánh đồng tập trung sử dụng 1-2 giống lúa thuần, đẩy mạnh liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Thực hiện hỗ trợ hướng dẫn các tổ chức cá nhân áp dụng thực hiện tốt các quy trình sản xuất an toàn vệ sinh thực phẩm, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp trong nhà màng, nhà lưới, từng bước tạo ra các sản phẩm sạch, an toàn vệ sinh thực phẩm, đáp ứng các thị trường trong và ngoài nước. Thưa quý vị và các bạn, mới đây cùng với các trường học trong toàn tỉnh, các đơn vị trường trên địa bàn huyện Tân Uyên cũng đã tổ chức cuộc thi giải toán tiếng Việt V-Olympic cấp trường trên Internet. Theo chia sẻ của nhiều em học sinh thì đây là cuộc thi vô cùng kỳ thú với cách thức thi mới lạ và các câu hỏi vô cùng phong phú. Tại vòng thi cấp trường, cuộc thi V-Olympic trên Internet của trường Trung học cơ sở thị trấn Tân Uyên, gần 100 em học sinh từ lớp 6 tới lớp 9 được chia các ca thi và thi tại phòng tin học của nhà trường. Để chuẩn bị cho cuộc thi diễn ra nghiêm túc, hiệu quả, nhà trường đã tích cực chỉ đạo giáo viên phụ trách chuẩn bị đầy đủ về cơ sở vật chất như máy tính, mạng Internet. Đồng thời, nhà trường cũng đã thành lập hội đồng coi thi, đảm bảo theo quy chế của cuộc thi. Đối với bản thân em thì khi được tham dự kỳ thi này, em cảm thấy là kỳ thi này khá là thú vị và mới mẻ. Bởi vì bình thường chúng em thi, ví dụ như là thi học sinh giỏi, thi các môn văn hóa, thì chúng em thường là thi bằng viết ra giấy. Nhưng ở bởi kỳ thi này thì chúng em thi trực tiếp trên máy tính và được cập nhật kết quả luôn. Đó là một trải nghiệm khá là mới đối với bản thân em. Và đồng thời nó đã giúp em được tìm hiểu những kiến thức mới hơn. Trong quá trình thi thì em cũng cảm thấy em khá tự tin với bài thi của mình. Kỳ thi V-Olympic trên Internet thì đã được nhà trường triển khai và phổ biến ngay từ đầu năm học. Thành lập một cái đội tuyển để dự thi gồm 93 học sinh và đã phân công các thầy cô giáo phụ trách theo từng khối lớp. Học sinh để tham gia cấp trường thì phải trải qua vòng tự luyện thứ 6. Sau khi trải qua vòng tự luyện thì nhà trường đã tổ chức đăng ký mã ca thi cho học sinh. Được biết, cuộc thi V-Olympic là cuộc thi dành cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 trên toàn quốc, được Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp cùng FPT tổ chức. Cuộc thi nhằm duy trì và phát triển sân chơi trực tuyến, môn toán, tiếng Việt cho học sinh phổ thông, tạo điều kiện cho học sinh sử dụng Internet như là một phương thức học tập. Học sinh được luyện tập và tự kiểm tra đánh giá năng lực học tập môn toán. Đồng thời, cuộc thi cũng tạo môi trường thân thiện, lành mạnh để học sinh tích cực giao lưu học tập, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học tại các trường phổ thông. Đặc biệt hơn, khi đoạt giải ở các vòng thi quốc gia sẽ được cấp giấy chứng viên của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam và Tập đoàn FPT cùng với huy chương. Ở các vòng thi khác thì giải thưởng sẽ là hiện vật. Tại huyện Tân Uyên, ngay sau khi có kế hoạch, các trường đã chủ động bồi dưỡng kiến thức cho các em học sinh cũng như hướng dẫn các em từ đăng ký tài khoản trên hệ thống của cuộc thi.
Trong đó, đối với cấp tiểu học là thi môn toán, tiếng Việt, bậc trung học cơ sở là môn toán. Cùng với đó, nhằm đảm bảo về cơ sở vật chất, thì ngoài máy tính được bố trí tại phòng tin học, thì các trường đã huy động thêm máy tính từ giáo viên và phụ huynh nhằm đảm bảo việc thi cho các em học sinh được thuận lợi. Để tổ chức được cái buổi thi trong ngày hôm nay, thì bản thân tôi là ban giám hiệu trường cũng đã chỉ đạo cho bộ phận phụ trách phòng tin ra soát lại toàn bộ cái hệ thống máy móc, thiết bị, hệ thống điện lưới để chuẩn bị tốt về cái cơ sở vật chất và sắp xếp các ca thi đảm bảo đủ điều kiện để phù hợp về số lượng, về tương ứng với cái số học sinh để các em tham gia thi. Có thể nói, cuộc thi The Olympic đã tạo nên một sân chơi để các bạn học sinh đua tài với nhau. Nó trở thành động lực giúp các bạn nhỏ học tập trung hơn, siêng năng hơn để có được vị trí xếp hạng cao. Vì là cuộc thi online trên phạm vi cả nước, nên các em sẽ gặp được rất nhiều đối thủ cừ khôi để đọ sức và thi tài. Đây có lẽ là niềm vui mà bạn học sinh nào cũng mong muốn. Theo giới thiệu của lãnh đạo xã Giang Mau, huyện Tam Đường, phóng viên đã tìm đến gia đình bà Ma Thị Chu, sinh năm 1955 ở bản Giang Ma, xã Giang Ma, là một trong những hộ khó khăn nhất của bản và xã. Hoàn cảnh của bà rất khó khăn, nghèo khó, bệnh tật, đang cần sự chia sẻ, hỗ trợ của các tổ chức cá nhân có tấm lòng hảo tâm. Trong ngôi nhà cũ nát nằm ở cuối góc bản, có một phận người đang leo lắt sống qua ngày đoạn tháng. Những tưởng ngôi nhà chắc chắn, nhưng chỉ cần một cơn mưa to, một làn gió mạnh cũng đủ để nóc ngôi nhà không còn lành lặn. Rơm rớm nước mắt, bà kể về hoàn cảnh gia đình. Năm 20 tuổi bà lập gia đình, nhưng sau 13 năm, con trai duy nhất và chồng bà đều lần lượt qua đời vì bệnh hiểm nghèo. Và người dân nơi đây đã quen với hình ảnh bà Chu đã gần 70 tuổi, hàng ngày vẫn sống vất vả. Bệnh tật đến với bà ngày càng nhiều. Mọi sinh hoạt của bà đều nhờ vào hàng xóm láng giềng giúp đỡ. Sống mãi trong nỗi đau đó nên nhiều năm nay sức khỏe của bà Chu đã yếu hẳn. Bà bị mắc căn bệnh đau đầu kinh niên. Mắt bà đã mờ, khuôn mặt nhăn nheo, in hẳn bao khổ đau. Gia đình tôi rất khó khăn, con mất sớm, rồi chồng cũng bỏ tôi mà đi, nên nhiều năm nay tôi sống một mình. Hiện nay đã già, nên mắt tôi mờ, không dám đi làm gì, vì xương cũng đã yếu. Hoàn cảnh rất khó khăn, tôi giờ đây cũng chỉ mong được mọi người giúp đỡ để có đủ bữa ăn hàng ngày. Tuổi cao, sức yếu, không có người nương tựa, không có thu nhập. Hiện nay bà Chu chỉ sống nhờ vào sự giúp đỡ của hàng xóm láng giềng. Có người thương thì cho ít rau hay ít gạo. Thì thoảng lại thương bà, khâu giúp quần áo, rồi cho bà ít tiền, mua mắm, mua muối. Nhiều khi ốm đau, bà không có đủ tiền đi viện, nên cứ vậy ở nhà. Trước hoàn cảnh của bà, cấp ủy chính quyền, các đoàn thể xã Giang Ma thường xuyên xuống thăm hỏi, động viên và tặng quà cho bà vào những ngày lễ, Tết. Tuy nhiên, hoàn cảnh của bà Chu hiện rất khó khăn, rất cần sự chung tay giúp đỡ của các nhà hảo tâm, hỗ trợ giúp cho cuộc sống hàng ngày. Hay nhiều hơn là sửa lại cho bà ngôi nhà đã xuống cấp, để bà có được cuộc sống tốt hơn những năm tháng cuối đời. Rất là khó khăn. Thì năm 2021 thì tôi làm bí thư chi bộ thì tôi cũng vận động cho các đồng chí đoàn thể của bản là hỗ trợ cho bà một tí đồ để ăn Tết và thậm chí là đôi dép không có đi đâu. Một tôi thì ở góc độ của bản thì một tôi cũng chỉ mong đôi dép là gói muối cho bà để vận động cho bà ấy đâu còn thực tế là bản thì có đủ bản thì cũng không có nhiều để hỗ trợ thì cũng nhờ các nhà hảo tâm để tạo điều kiện hỗ trợ cho bà. Thì cũng rất mong là các nhà hảo tâm quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ để cho bà được ổn định cuộc sống hơn. Thưa quý vị và các bạn, mấy ngày gần đây, một trong những điểm tham quan trải nghiệm chụp ảnh lý tưởng ngay tại thành phố Lai Châu
đó là vườn hoa nhất chi mai của gia đình anh Lê Xuân Khương ở tổ 15 phường Tân Phong, thành phố Lai Châu. Trung bình thì mỗi ngày vườn hoa này thu hút hàng trăm lượt khách du lịch đến tham quan. Phần cuối chương trình, mời quý vị và các bạn cùng phóng viên Trọng Quân trải nghiệm tại điểm đến hấp dẫn này. Vâng, thưa quý vị và các bạn, sau lưng tôi đây đó là vườn hoa nhất chi mai của gia đình anh Lê Xuân Khương thuộc tổ 15 phường Tân Phong, thành phố Lai Châu. Mấy ngày gần đây thì mỗi ngày vườn hoa thu hút hàng nghìn khách du lịch đến đây tham quan cũng như là trải nghiệm và check-in, nhất là những ngày vào dịp cuối tuần. Vào tháng 2, cả vạn cây nhất chi mai đua nhau nở trắng xóa vạt đồi ở Lai Châu khiến du khách háo hức đến tham quan chụp ảnh. Nhân dịp cuối tuần, chị Trần Phương Trâm, tổ 10 phường Tân Phong, cùng cả gia đình lên vườn hoa nhất chi mai để trải nghiệm, chụp ảnh. Chị cho biết vườn hoa này rất đẹp bởi đây là thời gian hoa đang nở rộ nhất, rất phù hợp với việc chụp hình. Tôi vừa rồi có hai hôm trước có xem trên thông tin truyền thông là ở thành phố có một vườn nhất chi mai rất là rộng và đẹp. Và hôm nay gia đình nhà tôi đến đây thì cũng thấy là đúng như là các bạn ấy đã giới thiệu, rất là tuyệt vời. Một gia đình mà trồng cả một quả đồi vườn nhất chi mai đẹp, nên là gia đình nhà tôi đến đây để cho trải nghiệm cũng như là chụp ảnh nhân dịp mùa xuân. Vào tháng 2, khi những sắc hoa mai, hoa đào đã tàn, nhất chi mai lại đâm chồi nảy nụ ra những bông hoa trắng muốt như những bông tuyết bắt đầu chớm nở, khiến du khách như lạc vào chốn tiên cảnh. Và bản thân mình là người thợ chụp ảnh thì cũng được hưởng lợi khá nhiều khi mà có một cái vườn hoa rất là đẹp như này đấy xuất hiện tại ở thành phố và địa bàn Lai Châu. Đấy, rất là tuyệt vời luôn, vườn hoa rất là đẹp, đang hấp dẫn rất nhiều du khách đến đây trải nghiệm và chụp ảnh, check in. Đó, rất là tuyệt vời luôn. Vườn hoa nhất chi mai của gia đình anh Khương có quy mô trên 2 hectare, được trồng từ đầu năm 2020 với mục đích trồng để bán cây, cành nhỏ. Tuy nhiên, vào thời điểm này, vườn hoa gần 8.000 gốc của gia đình anh đang cho nở rộ. Vẻ đẹp tinh khôi của những bông hoa nhất chi mai khiến nhiều nhiếp ảnh gia say đắm. Khí hậu Lai Châu này, cái cây nhất chi mai này rất hợp khí hậu Lai Châu mình. Nói chung là ở Sapa, Lào Cai nó cũng là một cây thoát nghèo rất là ổn cho bà con nông dân các thứ. Nói chung là nó bán vào dịp cuối năm có thể bán cây, bán cành đều được. Nói chung là nếu như mà những hộ gia đình là có diện tích đất lớn mà trong cái vùng khí hậu từ độ cao trên 1.000 trở lên thì nên trồng cây này để thứ nhất là vừa xóa đói giảm nghèo, thứ hai là cũng làm đẹp lên cho cái quê hương Lai Châu mình. Dù mới mở cửa đón khách được vài ngày, nhưng vườn hoa nhất chi mai của anh Khương đã thu hút được rất nhiều du khách đến tham quan, chụp ảnh, trong đó có rất nhiều bạn trẻ. Trong ngày thứ Bảy, khu vườn hoa nhất chi mai của gia đình anh đã đón hàng nghìn lượt khách đến tham quan và chụp hình. Đây là điểm đến lý tưởng cho du khách trong và ngoài tỉnh và những ai thích khám phá những điểm du lịch mới. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình khởi động ngày mới của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.